Ôi trời. Xanh Cẩm La. Đó. Thì anh em chúng tôi sẽ đi vào câu trong mạn trong này các bác nhé. Đấy, sông đó. Anh em câu chỗ này là hợp lý đấy. Vào đi. Rồi chấm thì nó rất là thích. Để nó cơn sau nào cái mắt cứ để nó cảm nhận cảm thấy nó cứ thấy nhìn nó mờ ấy. Đấy. Máy móc. Này mới là câu cá nhỉ. Một ác nhỉ. Giúp đấy. Mắc rồi. Cây. Giúp rồi. Con này nhỏ ấy. Giật trên sau. Phát nha, cẩu phát cá bay vào luôn nha. Đấy. À. Giật phát bay vào chim. Nhai nữa ấy chạy đéo được. Số này chẳng ấy khiếp khủng này. Mỏng nha, người bọn này mỏng béo vậy, mướt mượt mượt luôn. Đấy, nhìn số phông đẹp chưa, bọc ca tạt tạt. Con này đồng mấy nặng?
Ui, con này mất gỡ. Con này mất gỡ. Đây rồi. Con này chỉ mất gỡ. Chô. Con này chỉ mất gỡ. Anh em nhìn dã man chưa? Ủa mắc mũi lưỡi. Chưa, con này mắc mũi lưỡi. Cứ vọt vào được em đâu. Tuột làm sao được nữa, con này mà tuột nữa là chết, tuột một con đấy bạn. Đây đây, zoom. Đẹp luôn. Béo bọn đấy, còn lái mà gọi là chất lượng này, chắc thịt này. Đấy, rồi, ok. Đấy, đẹp luôn. Đẹp này, ui, tí mất nhầm nhá. Chẳng nó có đóng mỗi tí vào ấy. Nhá. Ví dụ mà. Ui, cái gì tụt gớm ấy. Ôm mắt này. Đấy, ô. Ôm rồi. Béo nhá, anh em nhìn nhá. Này là ngon luôn rồi đấy. Đấy, mình tính định. Để em gỡ cái này ra. Mày cầm cái cần rưỡi. Cầm quay cho anh. Béo tròn dinh. Con này trôi nó có trứng anh em ạ. À, cho đẹp chưa. Con này hấp thì quá là tuyệt vời luôn đấy. Thôi thiên nhiên này ăn nó chắc thịt đó. Nhích chọn. Mạ đâu? Đột thử vét của những người xa. Mà nó về ủng hộ. Ôi giời ơi, ông ơi. Ôi giời ông tẻ mồi con. Ôi giời ơi, ông ơi. Ôi giời ông tẻ mồi con. Dã màng quá. Con này nó tròn người hơn. Tròn người cũng dài không cả. Loại này nó mà làm thêm khắc ở đây nữa thì đóng mất gỡ không tuột. Nếu mà khắc thì đóng mất gỡ. Mà khắc này nếu mà nó đóng vào tay thì khiếp lắm.
Ui, đang gỡ cá mà vám nó vào tay mọi người nhỉ. Ui, loại này nó dậy mạnh lợi mình này. Nói chung cái này nó phải căng cước, không căng là mất. Không căng là mất cá. Tâm chiều một mũi luôn. Ừ. Ủa, ôi 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 rù phì đấy mà đi ác đấy ừ. Ủa, ôi ôi rù phì đấy mà đi ác đấy, ác của nó đấy. Con này hai lưỡi này là đóng một lưỡi anh em ạ. Đấy. Đấy. Cái đều đều cái giống này một thấy gỏi cũng ngon đấy nhỉ. Ngon. Đấy, ngon luôn anh em ạ. Ui. Đây là sườn. Rù phì thiên nhiên cho thấy gỏi quá nha. Úi giời. Cảm ơn rồi. Kéo vào tay. Mày nuôi bóng tay đâu dài thế. Bỏ cần là nó văng, đều thất đấy. Ôi trời. Ôi trời. Con gì nhỉ? Ôi. Đúng là rìa đuôi. Đúng cái rìa đuôi nó quẫy phân mất. Ôi. Ôi đã dã man anh em ạ. Kinh thật đấy. Kinh thật. To à? To thật đấy. Không có gì kinh nhỉ. Nó mới tí rìa đuôi người ấy quẫy phát tạch phát mất. Hơi giật quá. Kinh thật, kéo con này kéo khỏe chặt bóc vào linh như này, sợ chưa? Đâu. Đây, linh của anh này nó bong là hẳn nào. Thẳng đứa đừ luôn. Mình nữa giờ nó đâu rồi. À lưỡi đây. Dã man. Bóng hẳn cái này thằng đứa sợ. Ngày nào chắc về chơi loại to hơn chứ. Cần tay chơi loại này hơi yếu. Mềm á.